Và xin chào các bạn, hôm trước thì mình cũng đã lên một video thay mặt kính của chiếc Oppo A9 2020 rồi. Tuy nhiên phiên bản đó là phiên bản màu xanh. Và hôm nay thì cùng mình tiến hành thay màn hình của một cái phiên bản khác là màu trắng ngả sang màu tím nhé. Cách nhận biết để khi nào chúng ta cần thay màn hình thì cũng rất là dễ dàng thôi. Khi nào màn hình của các bạn hiển thị không còn đúng này, hoặc là bị sọc ngang, sọc dọc thì chúng ta sẽ buộc phải thay màn hình thôi. Ở thời điểm mình làm video này thì mức giá thay kính đã được khuyến mại rồi. Và mức giá cuối cùng là 880.000. Sau này thì mức giá có thể thay đổi nên các bạn hãy lên ngay trang web của fastcare.vn để có thể đặt lịch giảm ngay 10% và cũng như là xem xét giá sửa chữa ở thời điểm các bạn đang xem nhé. Toàn bộ quá trình sửa chữa chỉ diễn ra trong vòng khoảng từ 60 phút thôi và thời hạn bảo hành thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn lên tới 6 tháng. Quay trở lại với màn hình của chiếc máy, chúng ta sẽ có một cái màn hình TFT LCD kích thước là 6.5 inch và độ phân giải sẽ là HD+. Ngoài ra thì kính cường lực được trang bị trên màn hình này là Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 3. Tuy nhiên thì đối với mình, việc mà trang bị một cái màn hình với màn hình TFT thôi thì chúng ta có thể lựa chọn sang là màn hình linh kiện, bên mình vẫn đang phân phối nhé. Đối với công nghệ màn hình TFT LCD và cũng như là độ phân giải chỉ dừng lại ở HD+ thôi nên chất lượng của tấm nền, chất lượng màn hình của đơn vị bên thứ ba sản xuất cũng sẽ có chất lượng tương đồng so với màn hình zin của hãng nhé. Chia sẻ thật lòng với các bạn, việc mà kiếm được một cái màn hình zin ấy, ngoài là việc chúng ta lấy từ một chiếc máy khác đem qua thì rất là khó luôn. Tới đây thì quy trình thay màn hình cũng đã hoàn thành rồi, các bạn có thể cầm màn hình cũ đem về nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.